Sao được á, thì đó là cơ căn bản mình hiểu đấy là một cái cơ hội, một cái mảnh đất trắng nó đang ở đó, mà thị trường những cái existing players, tức là những cái người đang ở trong cái thị trường đấy, trong cái category đấy chưa hề biết đến đó, và chưa hề biết đến hoặc chưa thể khai thác được, thì nhờ vào đó brand hay là một doanh nghiệp mà mình biết đến cái cơ hội đó, mình tìm cách để tăng trưởng nó trong dài hạn, thì có thể giúp cho doanh nghiệp của mình đạt được nhiều những cái advantages, ưu thế và tăng trưởng về mặt sale và cũng như là về mặt doanh số cũng như là mặt sản lượng trong dài hạn. Vậy thì mình nhìn vào công thức hôm trước ạ, thì mình có sẽ nhìn thấy đấy là cái cơ hội tăng trưởng nó có thể đến từ thứ nhất đấy là mình sẽ tăng trưởng, tăng với số lượng người mua đúng không? Đấy là mình sẽ acquire new users. Thứ hai ấy, đấy là mình sẽ tăng trưởng cái số lượng người mua. Thì đấy gọi là increase, mình sẽ increase cái consumption người ta. Đó, số lượng mua hoặc là tăng trưởng cái số lần người ta hay mua, tần suất người ta mua là tăng trưởng frequency. Hoặc là tăng trưởng về mặt giá, tức là thì mình sẽ tăng trưởng về cái the value, cái giá trị số tiền mà người ta bỏ ra cho mỗi lần mua hàng. Ừ. Và khi mà mình nhìn vào mặt user á, mình nhìn vào mặt user thì mình sẽ nhìn thấy ra là mình sẽ có bốn loại user chính cho một cái sản phẩm, cho một ngành hàng. Thứ nhất là non category users, tức là những người chưa bao giờ biết đến, người ta có thể biết đến nhưng người ta chưa bao giờ sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào trong cái ngành hàng mà mình đang target. Người ta không sử dụng ngành hàng của mình, cũng không sử dụng ngành hàng của đối thủ ha. Thứ hai, competitor user là những người đã sử dụng cái ngành hàng đó rồi nhưng người ta sử dụng của đối thủ, không sử dụng của mình. Thứ ba thì lại là current user là những người đang sử dụng cái ngành hàng, cái sản phẩm của mình rồi. Và last user là một cái nhóm đối tượng cuối cùng, đấy là những người đã từng sử dụng ngành hàng và sản phẩm của doanh nghiệp mình nhưng mà họ đã rời đi vì một lý do nào đó. Thì để cho mọi người dễ hình dung hơn á, thì mình có một cái ví dụ về ngành bia để cho mọi người dễ hình dung ha. Thì thứ nhất á, đấy là đâu gọi là non category user, đấy là ví dụ như mình có thể gặp là phụ nữ này, trẻ em này, những người không biết uống rượu bia thì cả đời người ta không uống rượu bia đúng không, thì câu chuyện người ta sẽ là non category user. Thứ hai là competitor user, đây bây giờ mình đặt dưới cái cương vị mình là một người làm brand marketing cho Heineken đi ha, thì những cái người gọi là competitor user là những người mà uống những sản phẩm ví dụ như của Tiger, của Budweiser, của Black Ice vân vân, của Bia Sài Gòn mà không phải của Heineken. Còn current user là những người đang uống bia, tất cả các sản phẩm bia dù là lon, là chai, là những cái bình rất là lớn của Heineken đó. Và cuối cùng là last user là những người đã phải cai rượu bia vì một lý do nào đấy, ví dụ như lý do sức khỏe này, hay là người ta bị hay là đơn thuần là người ta có muốn có một cái lối sống healthy hơn vân vân. Rồi thì từ đó thì mình sẽ tìm ra được những cái cơ hội với từng cái nhóm. Mình nhìn từng theo từng lăng kính của từng nhóm user nhé, thì mình sẽ ra được những cái action mà mình có thể làm với họ. Thì những action mà mình có thể làm với họ như sau, ví dụ như là non category user, tức là những người chưa từng sử dụng, chưa từng uống bia ha, thì mình sẽ có thể làm những cái action để mình mở rộng thị trường, tăng population lên hoặc tăng độ thâm nhập thị trường, tức là thị trường thì không đổi nhưng mình khiến nhiều hộ gia đình mua bia hơn đó. Competitor user thì căn bản đấy là mình sẽ xâm chiếm cái ngôi nhà, cái household mà đang là chỗ của competitors, thì đấy là cái cách mà mình sẽ thay đổi về mặt penetration. Về mặt current user á, thì mình sẽ có những cái cách thay đổi như sau. Thứ nhất, đấy là đối với những người đang uống rồi, thì mình sẽ khiến cho họ uống nhiều hơn, uống thường xuyên hơn, họ phải đi mua nhiều lần hơn, và mình có thể là bằng cách nào đấy mình sẽ tăng giá cái sản phẩm mà họ đang sử dụng. Rồi, với lab user thì mình sẽ làm gì? Lab user thì thứ nhất là mình phải thuyết phục họ quay trở lại với ngành hàng, quay trở lại với thương hiệu của mình. Đây là những thay đổi trên về mặt penetration, về mặt độ thâm nhập thị trường, và cũng là thay đổi cái từ cái volume, cái độ, cái sản lượng mà họ sử dụng ạ. Đang rất nhỏ thì quay trở lại thành con số lớn, thì đấy là những thay đổi về mặt penetration và cũng như là volume. Thì mình có thể từ những cái cách mà mình define những cái ô để define source grow á, thì mình sẽ ra được những cái action nó rất là cụ thể cho cái implementation plan của mình ha. Nếu mà mình nhìn vào cái năng các category user á, mình thay đổi về mặt population đúng không? Thì bây giờ mình đang bán ở Việt Nam, bây giờ mình muốn làm sao để tăng cái độ mở rộng cái tập thị khách hàng ra, thì một cách đấy là mình bán ở nước ngoài.
đó, export sang Lào, sang Campuchia, sang Trung Quốc, vân vân. Thứ hai ấy, về mặt nếu mà muốn tăng penetration thì có mình, tức là mình vẫn ở trong nước Việt Nam, vậy thì làm cách nào để cái sản phẩm của mình hiện diện nhiều hơn ở trong nhiều hộ gia đình? Rõ ràng đấy là cách là mình sẽ phải cố gắng đẩy cái hàng của mình ra có mặt ở nhiều cửa hàng tạp hóa hơn. Thì các hộ gia đình khi mà họ ra các cửa hàng tạp hóa để họ mua hàng á, thì họ sẽ nhìn thấy bia Heineken nhiều hơn, và rõ ràng thì họ sẽ mua cái sản phẩm của Heineken một cách dễ dàng hơn, và từ đó Heineken sẽ có doanh số, đúng không? Rồi với competitor user thì cách nào để mình có thể chiến thắng được competitors, thì rõ ràng đấy là một trong những cách đấy, nó sẽ là chỗ nào có đối thủ thì chỗ đó có mình đó, thì mình đối thủ bán mua tặng một, mình cũng mua bán mua tặng một, thì làm sao để mình có thể cạnh tranh trực tiếp và nói với khách hàng tôi cũng có cái sản phẩm tương tự như vậy, thậm chí với chất lượng tốt hơn. Rồi mình sẽ sang cái tập là current user. Current user á, thì mình sẽ có những cái cách thay đổi như sau. Thứ nhất đấy là mình sẽ tăng cái volume cho mua hàng của mỗi người ấy, thì bằng cách là mình sẽ tăng cái size đi. Cái size nó đang là từ 200 ml đi, bây giờ mình sẽ tăng lên 350, là thậm chí là 500 để người ta uống nhiều hơn. Mình sẽ nói làm sao để tăng frequency, mình sẽ nói với người ta rằng bạn không chỉ nên uống bia vào những dịp có lễ hội, vào những dịp nhậu nhẹt vân vân, mà thậm chí bạn có thể uống bia theo kiểu thay nước giải khát. Đó thì rõ ràng là thậm chí là có người mua bia về dùng để gội đầu vân vân, thì đó là những cái cách mà mình sẽ thay đổi cái occasion mà sử dụng sản phẩm. Rồi vậy thì làm sao để tăng cái, với current user vậy thì làm sao để tăng cái giá trị và cũng như là tăng cái mặt giá cả mà khiến cho người ta sẵn sàng chi trả nhiều hơn á, thì một cách thôi đấy là mình cứ thẳng tay tăng giá, thẳng tay tăng giá, đúng không? Mình bảo là ở hôm nay là có inflation, có lạm phát, thì sản phẩm của đầu vào của chúng tôi tăng thì đầu ra chúng tôi cũng phải tăng, kiểu vậy. Hoặc mình có một cái cách khác, đấy là mình sẽ làm những innovation, mình sẽ cho ra đời những cái sản phẩm nó advanced hơn, nó cung cấp nhiều những cái tính năng sản phẩm tốt hơn, thì mình có quyền để charge nhiều tiền hơn. Ok rồi, một với lab user thì mình sẽ làm gì? Lab user là những người đã đang đang rời bỏ ngành hàng của mình rồi, đúng không? Đúng không? Thì câu chuyện là bây giờ thì với penetration mình sẽ thuyết phục họ, thứ nhất họ quay lại bằng cách là, thứ nhất là có một cái cách đấy là nói với họ là tôi đang có một mức giá tốt hơn cho bạn, hoặc là mình có những cái sản phẩm mình cải tiến nâng cao để giải quyết những cái unmet needs mà họ, hoặc là những cái mình bỏ bớt đi những cái tính năng mà họ không thích để có thể thuyết phục họ quay lại với ngành hàng và cũng như sản phẩm của mình. Rồi với lab user ngoài ra mình sẽ có một cái cách nữa để khiến cho họ tăng trưởng trở lại cái sản lượng mà họ mua và sử dụng mỗi lần, đó là những chương trình về mặt loyalty, là những chương trình mà về khách hàng thân thiết đó, khách hàng trung thành, để khiến cho họ mua nhiều hơn ha.